Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 14 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên làm việc với Thường trực Huyện ủy Kim Động về công tác chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 50% cây quất cảnh ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang được thương lái đặt mua. Gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn trên địa bàn xã Vũ Xá, huyện Kim Động. Văn hóa phong bì và nỗi lo mùa cưới, câu chuyện tưởng cũ nhưng vẫn có tính thời sự. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy Kim Động về việc triển khai quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kế hoạch số 185 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đảng bộ huyện Kim Động là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn triển khai tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt nghiêm túc chỉ thị kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về công tác đại hội tới toàn thể đảng viên trong các chi đảng bộ. Đã thành lập các tiểu ban đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, đảm bảo chặt chẽ đúng tiến độ. Đến nay, 100% các chi đảng bộ cơ sở thành lập các tiểu ban, các tổ giúp việc, tiểu ban và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội, đồng thời chọn đảng bộ xã chính nghĩa tổ chức đại hội điểm cấp xã vào tháng 1 năm 2020. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy viên trực tiếp hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội tại các chi đảng bộ trực thuộc đúng thời gian quy định. Huyện đang tiến hành rà soát công tác nhân sự, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu theo đúng quy định của cấp trên. Phấn đấu đến hết tháng 3 năm 2020, huyện Kim Động sẽ hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở. Đồng chí Lê Văn Hưng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đã làm rõ một số kiến nghị đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Kim Động như việc bổ sung quy hoạch cấp ủy, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách, cán bộ nghỉ hưu, cán bộ nghỉ chế độ khi tham gia cấp ủy, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của huyện Kim Động, đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để công tác đại hội đạt kết quả và đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định, tập trung quan tâm đến các nội dung văn kiện nhân sự cơ sở vật chất kinh phí, điều kiện cần thiết phục vụ cho đại hội đảng các cấp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh. Trong những việc này thì thường trực, thường vụ, ban chấp hành tỉnh ủy cân nhắc trên tất cả các mặt chọn đảng bộ huyện của chúng ta thì tổ chức đại hội. Thì đây tôi cho rằng đây là một vinh dự không chỉ đối với đảng bộ đâu, và cả nhân dân. Đại hội đảng các cấp chúng ta tiến hành 4 nội dung, có 2 nội dung hết sức quan trọng mà các đồng chí phải quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức. Nội dung thứ nhất là chúng ta phải xây dựng báo cáo chính trị, xác định được cái nhiệm vụ trọng tâm và đột phá để mà góp cùng với đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà mà phấn đấu để đưa tỉnh của chúng ta đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp. Về phương án nhân sự thì tôi đề nghị là cao chí phải, thứ nhất là phải bám chặt vào tiêu chí tiêu chuẩn quy định cán bộ diện ban thường vụ tỉnh quản lý mà đã được ban thường vụ tỉnh ban hành. Cái thứ hai là tiêu chí tiêu chuẩn cán bộ diện ban thường vụ huyện ủy quản lý và tiêu chí tiêu chuẩn các chí cấp ủy viên của huyện. Chúng ta không được coi nhẹ tiêu chí tiêu chuẩn. Ngoài cái việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện thì các chí cũng phải quan tâm đại hội điểm đảng bộ xã chính nghĩa để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 23 của đảng bộ huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Kim Động cần phân công cấp ủy viên phụ trách bám sát cơ sở, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đại hội đảng bộ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch chi tiết có lộ trình cụ thể, rõ người, rõ việc.
đặc biệt phải tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân và đảm bảo công tác an ninh chính trị nội bộ ở cơ sở. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, tại phiên làm việc đầu giờ sáng nay, với đa số tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương năm tới là trên 850.000 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là trên 660.000 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách trung ương là 1.069.000 tỷ đồng. Nghị quyết cũng quy định trước ngày 30 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, phân bổ tăng thêm 2% dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách các địa phương nhận bổ sung cân đối so với dự toán năm 2019. Trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội cũng nghe các báo cáo tờ trình và thảo luận về một số vấn đề quan trọng khác. Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 3 luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đa số đại biểu tán thành sửa luật này để xử lý hình sự hành vi sử dụng vũ khí tự chế. Hiện nay, có không ít vụ việc sử dụng súng hoa cải, súng săn làm chết người, gây thương tích nhưng không phải vũ khí quân dụng nên chưa xử lý được. Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các đại biểu cho rằng miễn thị thực là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài ở các khu kinh tế ven biển có thể làm tăng nguy cơ đối với quốc phòng, an ninh khi thực tế hiện nay việc kiểm soát lưu trú và xuất cảnh còn lỏng lẻo. Đầu giờ buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia, Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Cuối giờ chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân 177 phường của thành phố Hà Nội. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin khác. Với hình thức gửi tiền tiết kiệm đơn giản, lãi suất tương đương với các ngân hàng thương mại là 6,8% một năm, chương trình gửi tiết kiệm tại khu dân cư đang thu hút được người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hình thức gửi tiết kiệm tại khu dân cư của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tương đối đa dạng, từ tiết kiệm có kỳ hạn đến không kỳ hạn, người dân chỉ cần đến trụ sở là có thể thực hiện giao dịch. Khi có nhu cầu có thể rút tiền ở xã hoặc rút tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đều được. Với mức gửi tiết kiệm tối thiểu là 500.000 đồng một hộ, một sổ, đến nay toàn tỉnh có số dư tiền gửi là trên 402 tỷ đồng. Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho những người có số tiền nhỏ cũng có thể gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, qua đó tạo ý thức tiết kiệm để họ tích lũy vượt lên thoát nghèo bền vững. Do chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp tư nhân hoạt động cùng lĩnh vực, thời gian qua bên cạnh việc tập trung đầu tư cơ sở vật chất gắn với hình ảnh nhận diện thương hiệu, Bưu điện thị xã Mỹ Hào đã luôn đổi mới phương thức, đa dạng hóa các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn, trong và ngoài huyện. Theo đó, Bưu điện thị xã Mỹ Hào hiện đang tập trung vào 3 nhóm dịch vụ, đó là bưu chính, chuyển phát, tài chính, bưu chính và phân phối truyền thông. Các dịch vụ bưu chính chuyển phát được coi là một trong những hoạt động trọng điểm, trong đó dịch vụ chuyển phát nhanh được sử dụng nhiều nhất. Trung bình, Bưu điện thị xã Mỹ Hào vận chuyển 2.000 đơn hàng một ngày. Bên cạnh đó, việc tăng các điểm phục vụ với 4 bưu cục và 10 bưu điện văn hóa xã đã tham gia vào dịch vụ hành chính công như chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chi trả thất nghiệp, gửi tiết kiệm hay cho vay hưu trí. Dự kiến trong năm 2019, doanh thu của Bưu điện thị xã đạt trên 29 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018. Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm này, trên 50% diện tích quất cảnh của xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đã được khách hàng đặt mua. Ước tính có trên 100 trong tổng số 200 ha diện tích cây cam quất cảnh của xã Thắng Lợi được khách hàng đến đặt mua.
Các chủ nhà vườn cho biết năm nay thời tiết thuận lợi cho cây phát triển, mẫu mã quả cảnh đẹp hơn năm ngoái, lượng khách đến đặt mua lại nhiều và sớm hơn. Nhờ vậy giá bán cao hơn năm ngoái từ 10 đến 20%, trung bình từ 300 đến 400 nghìn đồng một cây quất dáng tháp và từ 400 đến 600 nghìn đồng một cây quất thế. Theo hạch toán của các hộ trồng, trung bình một sào trồng được từ 250 đến 300 cây tùy theo từng loại to nhỏ, ước thu khoảng 80 đến 100 triệu đồng. Hiện bà con đang tập trung chăm sóc dưỡng quả, kích thích phát lộc hoa vào dịp Tết, đồng thời gò uốn tạo thế cho cây. Để đảm bảo cơ sở vật chất phòng học cho các cấp học, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng mới nhiều công trình phòng học cho các nhà trường. Từ năm 2018 đến nay, xã đầu tư xây mới 14 phòng học, 4 phòng chức năng nhà vệ sinh, bếp ăn của bậc học mầm non, 8 phòng học và phòng chức năng cho học sinh trung học cơ sở với tổng kinh phí 22,5 tỷ đồng. Trong đó ngân sách xã chiếm 80%. Ngoài ra địa phương huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, người dân 650 triệu đồng để xây dựng khuôn viên trường, mua sắm một số trang thiết bị như quạt điều hòa. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất ở cả 3 cấp học của xã Tân Châu đã cơ bản được hoàn thiện. Thời gian tới, xã Tân Châu sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng sửa chữa chống xuống cấp, phòng học, phòng chức năng, đảm bảo chất lượng dạy và học cho các nhà trường. Tỉnh lộ 376 đoạn qua cầu treo thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ thường xuyên ách tắc, mất an toàn giao thông. Tại đây thường xuyên ách tắc vào các giờ cao điểm buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Tỉnh lộ 376 qua thị trấn Yên Mỹ hướng đi xã Giai Phạm và khu công nghiệp Phố Núi A nên có mật độ phương tiện tham gia lưu thông đông, nhiều xe tải trọng lớn. Bên cạnh đó, đoạn đường này còn giao với quốc lộ 39 cũ, kế bên là trường Trung học phổ thông Yên Mỹ và làng nghề chế biến lương thực thực phẩm thôn Trai Trang. Mỗi khi tan tầm, tình trạng ách tắc càng trở nên nghiêm trọng, dẫn đến mất an toàn giao thông trên tuyến đường. Mặc dù đã được phản ánh nhiều lần, song tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán kinh doanh trên địa bàn huyện Ân Thi vẫn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Trong đó có chợ Thi, xã Hồng Quang, chợ Cầu Ngọc, xã Nguyễn Trãi, chợ Thủ Hoàng, thị trấn Ân Thi hay chợ Đào Xá, xã Đào Dương. Các hộ kinh doanh buôn bán dựng biển quảng cáo bày bán hàng hóa tràn xuống lòng đường, không chỉ các loại đồ dùng hàng khô mà cả thực phẩm tươi sống như rau xanh, thịt cá các loại cũng được bày bán ngay dưới lòng đường. Điều này không những lấn chiếm hành lang giao thông, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn gây mất vệ sinh môi trường, khó khăn trong việc đi lại của người dân khi đi qua các chợ này. Công an huyện Kim Động đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh truy tìm phương tiện gây tai nạn rồi bỏ trốn trong vụ tai nạn giao thông sáng nay khiến một người tử vong trên địa bàn xã Vụ Xá, huyện Kim Động. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 11, chị Nguyễn Thị Sâm, sinh năm 1981, trú tại thôn Bàn Lễ, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, điều khiển xe máy điện mang biển kiểm soát 89MD11-19434, đi từ lối mở tự phát thuộc địa bàn thôn Cộng Vũ, xã Vũ Xá, lên đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình, thì bất ngờ gặp nạn và tử vong tại chỗ. Do đoạn đường vắng, lại không có camera giám sát, nên sau khi gây ra cái chết cho chị Sâm, phương tiện đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường, phân luồng giao thông phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm xe gây tai nạn để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Người dân các địa phương có thông tin về vụ tai nạn, gọi ngay đến đường dây nóng của cơ quan Công an huyện Kim Động theo số điện thoại 02213-811-494 hoặc 02213-811-969. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được phản ánh của một số hộ dân phố Thứa, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào về việc tối ngày 9 tháng 11 vừa qua có một nhóm người đến đào lắp đặt đường ống gây vỡ ống cấp nước sinh hoạt làm mất nước của hơn 30 hộ dân. Nhóm phóng viên đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Dị Sử và quản lý nhà máy nước Dị Sử. Nhà máy do công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Trung quản lý và vận hành cấp nước cho các hộ dân. Đây là đơn vị được tỉnh quy hoạch phân vùng cấp nước cho nhân dân phường Dị Sử. Nguyên nhân mất nước là do ngày 5 tháng 11 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn Nagawa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân phường Dị Sử xin chuyển chôn đường ống từ phía ngoài vỉa hè quốc lộ 5 vào vỉa hè của đường khu vực phố Thứa,
song song với đường ống cấp nước của nhà máy nước Dị Sử đang vận hành. Trong quá trình đào chôn ống, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tuấn Nagaoka đã làm vỡ 3 đoạn đường ống cấp nước của nhà máy nước Dị Sử, dẫn đến mất nước cục bộ hơn 30 hộ dân. Chủ tịch mới lại phó chủ tịch điện ra là không cho làm vì là chưa có cái chương trình gì cả. Thế nhưng mà người ta bảo cố tình người ta vẫn cứ làm. Đã rút điện, cắt điện của bên ủy ban không cho nhờ, nhưng mà người ta là nhờ dân. Hôm sau tôi báo cáo ủy ban phường Dị Sử thì các anh ở phường Dị Sử đã thông báo và gọi cho công ty Ngọc Tuấn nhưng mà không đến khắc phục. Tôi cũng đã có ý kiến với cả nhà máy nước Ngọc Tuấn là cũng về khắc phục, nhưng mà cái sự khắc phục thì nó cũng chậm trễ, thì còn một đoạn thì mới đấu nối xong. Do vậy là nhà máy nước Thành Trung là phải làm nước cấp ngược từ dưới lên để đảm bảo cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Do vậy là chúng tôi cũng đề nghị là hai bên giữa nhà máy nước Thành Trung và nhà máy nước Ngọc Tuấn sẽ có ý kiến cùng với nhau để làm sao đó cũng đảm bảo cho cái việc cấp thoát nước sạch ở vùng Dị Sử. Sự cố mất nước xảy ra đêm ngày 9 tháng 11, sau 4 ngày, đến chiều ngày 13 tháng 11, đơn vị thi công mới khắc phục xong. Chủ trương của tỉnh Hưng Yên là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, cấp nước cho nhân dân các địa phương theo đúng quy hoạch phân vùng cấp nước. Do vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm việc phân vùng cấp nước theo quy định đã được duyệt. Thưa quý vị và các bạn, mùa cưới, mùa xây tổ ấm đó là chuyện vui, là điểm khởi đầu hạnh phúc của những cặp đôi trẻ. Thế nhưng bên cạnh niềm vui trong ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời mỗi người, vẫn còn không ít gánh nặng lo toan, xen lẫn những trăn trở. Trời dù tối, nhưng bà Nguyễn Thị Chiên vẫn cố làm thêm chút đồ hàng mã để bán lấy tiền, mong đủ trang trải cho mấy đám cỗ cuối tháng. Gần 70 tuổi, không có lương, kinh tế cũng không phải là khá giả. Cứ mỗi mùa cưới là nỗi lo của bà Chiên như càng nặng thêm. Mùa cưới đến chúng tôi là quá gánh nặng vậy. Khi ngày hai vợ chồng chạy mấy đám thì thôi phải đi vay, cứ vay chỗ nọ ra chỗ kia thôi. Rồi là thu hoạch được cái gì thì trả, không có thì cứ vay mượn giật áo va vai. Cách đó không xa, vợ chồng bà Nga, ông Quảng cũng có chung nỗi lo mang tên tiền mừng đám cưới. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của ông bà không tăng lên mà danh sách đám sứ cứ ngày một giải ra. Có ngày là 2-3 đám, nhà có điều kiện thì no được, nhà không có điều kiện cũng cứ phải theo nhau. Dường như từ lâu đã có một luật lệ bất hành văn là mỗi khi nhận được một thiệp hồng mời cưới là kèm theo đó một phong bì mừng cưới. Chiếc phong bì mừng cưới hình như là một chuyện đương nhiên và thuật ngữ văn hóa phong bì cũng ngày càng phổ biến hơn. Chúng tôi suy nghĩ đi đám cưới theo cái phong trào bây giờ. Người ta đi phong bì thì chúng tôi phải đi phong bì. Thực hiện chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hội. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Khoái Châu đã xây dựng mô hình cưới vui tiết kiệm điểm tại xã Thuần Hưng. Đến nay, đã có hàng trăm đám cưới văn minh, cưới tiết kiệm, không thuốc lá được tổ chức, giảm đi nỗi lo về gánh nặng phong bì, tiền mừng đám cưới. Thời gian tiếp theo thì thực hiện chủ trương chung thì chúng tôi tiếp tục triển khai mạnh mẽ thực hiện các cái nội dung trong đề án và hướng tới phấn đấu là sẽ tổ chức được các đám cưới tại các nhà văn hóa không phong bì. Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể cũng tích cực tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của người dân, dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới. Vận động tuyên truyền đối với các gia đình, thứ nhất là hạn chế trong cái việc là tổ chức cỗ linh đình, và thứ hai là với cái nhận thức là dần dần chúng ta tiến tới là cái văn hóa cưới là giảm bớt phong bì cũng như là không phong bì. Để làm sao đó mà chúng ta cũng giảm bớt những cái phiền hà, cái hủ tục lạc hậu và cũng gây lãng phí trong những cái việc vui. Việc chúc phúc cho cô dâu chú rể là một việc làm chính đáng và văn hóa phong bì cũng không phải là xấu nếu như nó không bị lạm dụng, không bị biến tướng tạo gánh nặng cho mọi người. Rất mong mô hình đám cưới đi sát với ý nghĩa thiết thực của nó được nhân rộng để hạnh phúc của cô dâu chú rể tròn đầy, viên mãn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.